Rồi, kính chào các thầy cô. Thì hôm nay thì Phụng sẽ có một cái hướng dẫn để các thầy cô chỉnh sửa cái việc chúng ta sẽ đưa cái bài học, cái bài tập, bài assignment ấy, ở trên cái trang e-learning để mà tránh cái trường hợp rối. Thì ví dụ như các thầy cô thấy này, hiện nay bây giờ đây, Phụng đang log vào với một cái tài khoản gọi là test để các thầy cô thấy là tài khoản là sinh viên. Thì khi log vào tài khoản này thì kéo xuống dưới các thầy cô thấy là chúng ta thấy có rất là nhiều ha, gồm rất là nhiều các thông tin, các lớp học, các bài tập nha. Đương nhiên là những cái link bài tập tài nguyên thì ok, nhưng mà nộp bài thực hành của thầy Linh này, trong khi đây thầy cái user này đang là thuộc lớp của Phụng thì có đây cũng có thể vào nộp bài của thầy Linh được nè ha, đó nộp bài của thầy Diên này chưa, ca mấy rồi, thậm chí thì có nộp bài thầy Hải được nữa nè đó. Thì đây là có rất nhiều cái mà nó bị như thế, vậy thì sinh viên nó đang hiện nay nó đang rối đó, nó đang rối. Và hiện nay bây giờ ví dụ của thầy đó, ví dụ như trường hợp của Phụng thì có hai lớp, ví dụ đây là một lớp thì này thì nó không thấy được, nhưng mình vẫn nhìn thấy trường hợp mà có app thì nhìn thấy như thế, vậy thì nó cũng rất là khó nhìn cho sinh viên. Vậy có một cách chúng ta bỏ luôn mấy cái phần này đi nè. Ví dụ bây giờ là Phụng là đang là sinh đang user này đang ở nha, user test 5 này đang là thuộc cái lớp 603 thì nó sẽ highlight lên được, và còn cái lớp 6, còn lớp 102 thì đã không thấy gì hết nha, không có đường link đó. Và như vậy thì các thầy ta thấy là như vậy thì vẫn có bị rối, nó vẫn sẽ bị rối. Vậy thì bây giờ cách đơn giản ẩn luôn cái này đi, ẩn luôn đi, chỉ có lớp nào thì họ thấy lớp đó thôi nha. Và đây thì cũng sẽ hướng dẫn cái cách để các thầy cô làm cái việc này. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang với lại một cái role, đó là của giảng viên. Thì chúng ta sẽ thấy cái role của giảng viên. Rồi, đây là role của giảng viên nha, cũng đang role giảng viên là nhập môn công nghệ thông tin. Thì role giảng viên thì thấy rất là nhiều. Rồi bây giờ giả sử có hai cái lớp này của Phụng này ha. Có hai lớp này của Phụng này. Đó. Thì bây giờ đó là hai cái lớp này. Thì hiện nay lúc nãy thấy không? Cái lớp này là tài khoản test 5 là không thuộc, nhưng mà vẫn thấy cái dòng dòng này. Đó, vậy thì chúng ta ẩn. Vậy thì cái cách làm như thế nào? Thì đơn giản nha. Cái bài này, ví dụ như là thầy là Phụng muốn ẩn luôn là cái chỗ này đi. Ví dụ đây là Phụng muốn thấy này. Test 5 vẫn vẫn thấy cái dòng này. Bây giờ Phụng ẩn đi luôn thì làm như thế nào? Thì các thầy cô đơn giản là vào Exit nha. Nha, về Exit của cái bài đó. Rồi, cái thầy cô kéo nó xuống dưới. Thấy cái chỗ Retreat này. Nè. Thì đầu tiên thì thầy cô sẽ phải chọn cái group đúng không? Thì lúc lúc trước là nếu mà chưa có thì coi như nếu giả sử thầy cô chưa làm thì thầy cô làm đi. Đó, nếu chưa làm thì nó sẽ giống như thế này. Thầy cô chọn vào đây và chọn group. Nha, rồi sau đó chọn đúng cái lớp của mình. Ví dụ cái lớp vừa rồi của Phụng là cái lớp là 102 hay 103 ta. Rồi, ở bên trái nó có cái con mắt nhé, nó có con mắt chỗ này. Thì các thầy cô click vào đây một cái cho nó tắt con mắt đi luôn, coi như là nó sẽ không thấy bên kia nữa chứ nào. Rồi sau đó thì con bấm save lại. Thì lúc này ở chỗ đây thì nó sẽ có một cái dòng nha, giống như là ở trên chưa đó, hai override. Còn cái chỗ này của thầy cô Vân cô làm thế nào mà ẩn luôn từ sinh viên người ta à, cái này đây là sao lại ẩn luôn với cho sinh viên như vậy, thì mình đâu ẩn đi được đâu, mình show cho sinh viên chứ sao mình ẩn đi cho sinh viên. Cái này là đang ẩn rồi, ok thì là thì cô ẩn, nhưng mà thầy muốn nhắc lại thì vậy thế này không được, cái này là ẩn luôn nhé, ai cũng không thấy luôn, này là ẩn luôn không có lớp nào thấy cả. Còn trường hợp này là cái trường hợp nè, nó sẽ có chữ này nè, hidden otherwise, có nghĩa là lúc đó sẽ ẩn, có nghĩa là nếu như thuộc lớp đó thì vẫn thấy. À, tương tự như thế vậy nha, là cái bài của Phụng này cũng vậy nha. Thì đây chút xíu này để xem lại, giờ cũng chuyển sang cái bên cái user này. Rồi bây giờ user này đang là cái test 5 nha, không thuộc lớp này, vậy thì Phụng bấm F5 thì các thầy cô thấy nó sẽ bị mất đi luôn này, thấy chưa, mất hẳn luôn, không thấy gì đây luôn đó. Nhưng mà nếu như thuộc lớp đó vẫn thấy, tương tự như cái thằng này nha, thì Phụng chuyển sang đây, thằng này cũng y chang vậy này, thì vô đây setting, rồi Phụng kéo xuống dưới nha, Retreat thầy Phụng đã tạo sẵn rồi, bây giờ chỉ cần ấn nút vào cái mắt nữa thôi là xong, bấm Save đó. Thì lúc đó đối với sinh viên thì nha, của Phụng đây
chưa nào? Đó, nhìn ở trên đây mình là giảng viên thì mình vẫn nhìn thấy như thế vậy. Nhưng mà đối với lại sinh viên thì nó chỉ thấy vậy thôi. Ok, vẫn thấy, đúng chưa? Vẫn vô được. Đó, và đương nhiên nếu các thầy cô làm á giống như vậy á thì toàn bộ cái chỗ này nó sẽ ẩn hết và sinh viên của lớp Phụng sẽ không thấy của lớp nào, nó chỉ thấy cái bài nộp của lớp đó thôi. Nó rất là gọn và nhìn ở trên đây nó không có rối một đống bùi dùi như thế vậy. Nên đấy là cái mà thầy đề nghị, cũng đề nghị các thầy cô chúng ta lên làm theo cách này nha, chỉnh cách này lại hết bài của thầy cô nào thầy cô chỉnh dùm một cái nha, để chúng ta để cho sinh viên nó vào cho nó dễ dàng nha. Thế chưa nào, đấy cái thầy cô lưu ý cái chỗ này đó. Thì đây là giới thiệu sơ qua thầy cô cách mà chúng ta ẩn nha, chỉ sâu cái bài thực hành đúng như là cái bài của lớp đó, là chỉ sinh viên lớp đó thấy, còn ngược lại là không thấy nha. Ok, đó là cái phần là chia sẻ của Phụng, và xin cảm ơn các thầy cô.